được như thế. Xin chào các bạn, mình đến từ Asen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và điều khiển mẫu máy bay UCO A10. Mẫu máy bay đây là mẫu máy bay 4 cánh, thì được thiết kế phong cách rất là mạnh mẽ, phù hợp thích hợp cho nhiều bạn đang muốn sở hữu một chiếc máy bay UCO như thế này. Thì đây chức năng của nó là có bay bình thường và có thể lộn mèo, xoay vòng, vân vân. Bây giờ tôi sẽ gắn pin vô và nhận được các chức năng của máy bay này như thế nào. Đầu tiên chúng ta phải có một cái điểm giờ cần kéo ra. Đây có một cái lắp cắm, chúng ta chỉ cần cắm vào. Thì sau khi cắm vào á, thì phía dưới đây nó sẽ có một nút công tắc on off. Chúng ta tiến hành bật on lên thì đèn nó nhấp nháy như thế này. Đây. Sau đó chúng ta bật công tắc remote lên. Thì đó, máy bay nó còn vẫn còn chớp đèn, chúng ta gạt lên xuống một cái. Sorry, gạt lên xuống một cái. Chúng ta bấm nút này. Sau khi gạt lên xuống cần trái thì chúng ta chỉ cần muốn cất cánh thì chúng ta chỉ cần bấm nút lên thì máy bay nó sẽ tự cất cánh bay lên. Bởi vì đây là nó có chế độ giữ nó ở cân bằng ở một khoảng không gian nhất định, cho nên cái cần ga của chúng ta bây giờ nó nằm ở giữa. Bình thường thì cần ga nó nằm ở góc dưới này và chúng ta sẽ không thể cất cánh bằng cần ga này. Chúng ta chỉ có thể cất cánh bằng cách bấm nút này lên thì nó sẽ tự bay lên cao và giữ ở một khoảng độ cao nhất định đó. Thì nếu chúng ta muốn hạ cánh thì chúng ta chỉ cần bấm xuống. Ví dụ bây giờ tôi bấm lên thì máy bay sẽ tự cất cánh và bay lên ở một độ cao nhất định. Đó, thì muốn hạ cánh thì chúng ta chỉ cần bấm hạ thì máy bay nó sẽ hạ và tự động ngắt khi nó cảm thấy là nó đã sắp đụng chạm vào mặt đất, thì nó sẽ tự ngắt. Thì trong quá trình bay á, nếu các bạn muốn máy bay nó quay cánh nhanh thì bạn có thể bấm nút bên đây. Đây nó có để chế độ 40, 70, 100%. Nếu bạn muốn bay nhanh bình thường thì 40, bấm lên một cái nữa 70, bấm cái nữa 100 và bấm một cái nó sẽ trở lại chế độ bình thường. Thì đây là bản máy bay thì này nó có hỗ trợ camera, nhưng hiện tại bản tôi đang hướng dẫn là nó không sử dụng camera. Các bạn có thể mua camera rồi ở ngoài và gắn vô. Nó có một cái chấu cắm camera đây, các bạn có thể mua ở ngoài cắm vô cũng được. Thì trong quá trình bay một khoảng thời gian một độ cao nhất định khoảng 3-4 mét trở lên, nếu các bạn muốn nhào lộn thì đây là nút nhào lộn của nó. Chúng ta chỉ cần ấn vô một cái máy bay nó tiết, sau đó chúng ta hất thì máy bay nó sẽ nhào lộn. Thì bây giờ tôi sẽ làm thử. Đây, bây giờ chúng ta cất cánh lên trước. Thì muốn nhào lộn thì chúng ta chỉ cần nhấn giữ cần một phải thì máy bay nó sẽ nhào lộn. Để trên lên một độ cao đó. Đó, thì máy bay nó sẽ nhào lộn theo ý muốn của mình. Đó, và đáp cánh luôn. Nếu các bạn ấn giữ và hất lên thì nó sẽ máy bay nó sẽ nhào lộn ra phía trước như vậy một vòng. Còn nếu mà ấn giữ hất ra sau thì máy bay sẽ ngược lại như vậy. Quấn qua trái thì nó sẽ nhào lộn phía trái và phía phải. Thì đây là nút cân bằng. Ví dụ các bạn để ý là ví dụ này là nó tiến lùi. Tiến lùi thì nút tương ứng của nó lên xuống sẽ là tiến và lùi. Khi máy bay bay lên có xu hướng tiến thì chúng ta chỉ cần kéo cần này xuống thì nó sẽ lùi. Đến khi nào cân bằng thì chúng ta ngừng lại. Còn khi máy bay lên có dấu hiệu lùi thì chúng ta chỉ cần kéo gạt lên. Còn nút cân bằng đây tương ứng với tạt trái phải. Máy bay lên, bay cất cánh có dấu hiệu
đặt trái thì chúng ta chỉ cần kéo qua phải và ngược lại. Còn cần bên đây là xoay trái phải, nó có chức năng cái cần ga này, ngoài chức năng ga lên xuống nó còn có chức năng là xoay máy bay xoay trái xoay phải. Nếu trường hợp bay lên mà máy bay nó có xu hướng xoay như thế này, chúng ta chỉ cần kéo cần này qua phải một chút đến khi nào nó cân bằng chúng ta buông ra và bay bình thường đó. Tôi đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng cái remote điều khiển này. Thì trong quá trình bay một khoảng thời gian thì pin máy bay nó sẽ yếu và máy bay nó có dấu hiệu hạ cánh từ từ, thì khi đó ta cho máy bay hạ cánh và nghỉ chỉ khoảng 10 đến 15 phút để cho pin của máy bay nguội. Sau đó chúng ta tiến hành sạc, thì sạc thì nó sẽ có một dây sạc dành cho chúng ta, và dây sạc này chúng ta thể ghim trực tiếp vào cổng của USB của laptop hoặc là PC máy bàn của các bạn, hoặc có thể nếu mà có các bạn có cốc sạc của điện thoại các bạn có thể ghim trực tiếp vào đây. Và một đầu còn lại chúng ta tháo pin này ra và có thể lấy rời ra ngoài luôn đó, thì máy bay nó có dấu hiệu nóng, chúng ta nghỉ 10-15 sau đó ghim vào đây. Thì sau khi sạc ghim vô sạc, đèn nó sẽ báo tín hiệu điện đây đó. Thì sạc đầy nó sẽ thay đổi và chúng ta rút ra, thì thường thì pin này sạc tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đổ lại thì pin nó sẽ đầy. Và sau khi đầy thì mình cũng phải nghỉ 10-15 phút và máy được cắm vào pin và máy bay này. Lưu ý là khi kết nối với máy bay lúc nào chúng ta phải bật máy bay lên trước, sau đó mới bật remote, thì khi đó sóng nó sẽ phát từ đây qua remote và nhận được. Còn khi tắt máy bay thì chúng ta cũng phải tắt công tắc máy bay trước sau đó mới tắt công tắc remote. Thì như thế thì chúng ta sẽ sử dụng được lâu hơn, vì nếu tắt ngược lại thì máy bay nó sẽ tự ngắt sóng nọt ngọt, nó có thể bị hư main của máy bay chúng ta. Thì khi mua sản phẩm này á, thì full box full bộ sản phẩm gồm có một máy bay Oppo điều khiển nhào lộn 360 độ A10 như thế này, một pin dành cho máy bay, một remote điều khiển 24, một USB sạc dành cho pin. Ngoài ra bạn còn được tặng kèm theo hai cánh dùng để thay thế cho máy bay này. Các bạn lưu ý là trên cánh nó có ký hiệu A và B. Chúng ta hư cánh A, chúng ta sẽ thay trực tiếp một cánh A khác vào đây. Trường hợp nếu mà nó ngược chiều á, nếu mà bạn thay A mà bạn thay B vô thì trên máy bay nó sẽ không bay được. Đây, các bạn để ý là nó có hai chiều ngược nhau này, cho nên chúng ta không được gắn vô. Ngoài ra bạn còn được tặng kèm theo một sách hướng dẫn và một ốc vít dùng để dẫn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asun.vn, sau đó gõ với một từ khóa là A10 thì nó sẽ ra trong một hình ảnh về sản phẩm của mẫu máy bay này kèm theo video bên dưới. Thì nếu các bạn gặp những video này hay thì quý vị có thể like, share và subscribe, thì sẽ có những video mới nhận được cho các bạn và những video tiếp theo.